Một chuyến bay ngắn không có nghĩa là không thú vị. Chuyến bay từ Hà Nội đi Điện Biên Phủ là chuyến bay đầu tiên mà mình được bay máy bay phản lực Embraer 190, và với một ngày đẹp trời thì ngắm cảnh thiên nhiên vùng Tây Bắc qua cửa sổ máy bay là một món quà tuyệt vời. Và trong vlog này, hãy cùng Travip lên chuyến bay của Bamboo Airways đến với thành phố Điện Biên Phủ nhé các bạn. Xin chào các bạn, cho biết lại các bạn ở sân bay Nội Bài. Và sáng hôm nay là một ngày trời nắng rất đẹp các bạn. Hôm nay là mình hơi xe lạnh một chút nhưng mà mình mạnh dạn cởi áo ra. Và bây giờ thì mình sẽ bay một chuyến bay cũng rất là đặc biệt, đó là chuyến bay từ Hà Nội đi Điện Biên. Và đây là lần đầu tiên mình đi Điện Biên với một tàu bay phản lực, đó là Embraer 195. Và hôm nay thì là lần thứ 3 mình đi Điện Biên rồi. Và các bạn hãy đón xem hành trình này của mình nha. Còn bây giờ thì mình vào trong làm thủ tục khai báo y tế để chuẩn bị lên máy bay đã. Trước khi vào trong nhà ga, trong giai đoạn này thì hành khách vẫn phải qua một bước kiểm tra thân nhiệt. Travis thì đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nên chỉ cần khai báo thêm di chuyển nội địa trên app PC COVID là xong. Việc làm thủ tục cũng diễn ra nhanh chóng do mình có thẻ First nên được làm thủ tục ở quầy ưu tiên mặc dù là đi hạng phổ thông. Bây giờ thì mình đã làm xong thủ tục rồi, bây giờ thì mình đi lên phòng chờ của Bamboo nha. Lâu lắm rồi mới quay lại phòng chờ này. Bây giờ thì mình sẽ lên phòng chờ hạng thương gia của Bamboo First Lounge. Lâu lắm rồi không lên cái phòng chờ này các bạn. Không biết cái gì thay đổi không. Đấy, đây là lối đi lên nha. Trở lại First Lounge có nhiều cái vừa lạ vừa quen sau nhiều tháng giãn cách. Mình thì vẫn thích không gian ở phòng chờ này với cảnh nhìn khá thoáng ra đường băng, sân đổ cũng như không gian chỗ ngồi được bố trí hợp lý. Cộng thêm một căn phòng yên tĩnh tách biệt với khu vực quầy đồ ăn bên ngoài, phòng chờ cũng có một số thứ mới mẻ mà lát nữa Travis sẽ giới thiệu dần với các bạn nhé. Đáng chú ý nhất là tủ bán những món đồ lưu niệm của Bamboo Airways như là linh vật bé măng nhồi bông, móc khóa, thẻ đánh dấu sách bằng tre, mô hình máy bay, v.v. Bây giờ thì mình tìm chỗ nào ngồi ăn sáng cái. Cứ hôm nào bay buổi sáng là y như rằng chạy vội ra sân bay chưa kịp ăn sáng ở nhà các bạn ạ. Phòng chờ thì có đủ các loại bánh mì dùng kèm với bơ, mứt các loại. Mà đợt đó là Giáng sinh và năm mới nên phòng chờ cũng có chút không khí. Ngoài ra trên quầy cũng có phô mai, salad rau các loại cùng các loại sốt để trộn kèm. Các loại salad đã trộn sẵn thì cũng có luôn. Bữa nay quay lại thì mình thấy có thêm sandwich kèm phô mai và thịt nguội nữa. Các món khác cho bữa sáng cũng có xôi, cháo, phở. Là nói về phở thì chắc lát nữa mình phải gọi một tô mới được. Lần nào tới đây thì mình cũng ăn phở vì nó rất là ngon. Còn lại là quầy trái cây tráng miệng, nước detox và tủ đồ uống các loại bao gồm đồ uống có ga, nè, nước trái cây, bia. Quay phim nãy giờ chắc cũng đủ rồi, giờ tranh thủ ăn sáng trước khi lên máy bay thôi. Mình lấy nhẹ nhàng sandwich kẹp thịt nguội phô mai cùng bánh mì tròn ăn với bơ. Nói chung á, mình là fan của bánh mì, nhất là bánh mì với bơ. Và mình cũng có yêu cầu luôn một tô phở bò và được các bạn phục vụ ngay tận bàn sau đó. Phở bò ở First Lounge thì luôn ấn tượng với mình bởi nước dùng nó thơm, đậm đà nè. Thịt bò ở đây cũng ngon và đầy đặn nữa. Và
Và một trong những điểm mới nữa ở phòng chờ khi mình quay trở lại đó là máy trò chơi gấp thú. Thực ra đây là gấp những bé măng nhồi bông, linh vật của hãng. Các bạn có thể liên hệ với các bạn nhân viên ở quầy để lấy sen bỏ vào máy nha. Mình gấp thử cho vui thôi chứ thực ra thì cũng khó gấp trúng lắm các bạn. Bây giờ thì là 8:40, nói chung là mình sẽ ra cửa khởi hành sớm. Hôm nay thì giờ lên máy bay là 8:45 nhưng mà mình cũng đi bộ dần ra là vừa ha. Hôm nay mình sẽ khởi hành ở cửa số 7. Hôm nay hành khách lên máy bay bằng ống lồng và lâu lâu thì cũng được lên Embraer 190 bằng ống các bạn ạ. Bình thường thì hay đi xe buýt trên máy bay. Chiếc Embraer 190 này có 2 khoang dịch vụ với 6 ghế hạng thương gia được bố trí theo sơ đồ là 1-2 và 92 ghế hạng phổ thông với sơ đồ bố trí ghế là 2-2. Hôm nay thì mình ngồi ghế 9F. Hôm nay thì sẽ bay với chiếc Embraer E190-100LR. Đây, hôm nay đi máy bay tình cờ gặp được một hai vợ chồng người bạn mình ở trên nhà trên Điện Biên luôn đúng không? Mường Nhé à? Mường Nhé. Lên đấy có chương trình gì này không? Khoảng 4-5 ngày nữa là cái Tết cổ truyền của đồng bào Hà Nhì, là một cái Tết rất là đặc sắc của người dân ở Mường Nhé. Hai vợ chồng lên để đón Tết cùng bà con. Hay là mình cũng lên mình ở lại mình tham gia nhỉ? Là đón Tết bà con ở ngã ba biên giới nơi mà Tây Tổ quốc ấy. Đấy, ngoài ra thì đây là một người mà cũng khá là nổi trội, hoạt động tích cực trên mạng xã hội nha các bạn. Các bạn cứ tìm Facebook Giang Mèo nha. Giang Mèo đúng không? Bây giờ cái Facebook đó có hoạt động không? Vẫn hoạt động. Vẫn hoạt động nha. Có nhiều câu chuyện về cuộc sống rất là hay. Đấy. Rồi, chào hai vợ chồng, chúc hai vợ chồng đi vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Máy bay có cánh trong thời tiết đẹp ở Hà Nội, thời gian bay dự kiến là khoảng 40 phút, cũng nhanh thôi vì Điện Biên Phủ cũng không quá xa Hà Nội. Và với thời tiết khá ổn như hôm nay thì lúc cất cánh cũng có thể nhìn thấy một phần của thủ đô Hà Nội trong nắng sớm từ trên cao. Máy bay ổn định độ cao không lâu sau đó và tiếp viên bắt đầu đi phục vụ nước cho hành khách. Chuyến này bay ngắn chỉ có 40 phút thôi cho nên hãng cũng chỉ phục vụ chai nước và khăn ướt. Chuyến bay ngắn dịch vụ đơn giản như sáng nay bay thì có một sự thú vị nho nhỏ, đó là ngắm cảnh. Với thời tiết nắng đẹp, trời trong, từ trên máy bay thì mình có thể nhìn thấy những dãy núi trùng điệp xen lẫn trong sương sớm và mây rất là hùng vĩ. Đây là những dãy núi thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa ở phía xa xa, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La. Cảnh quá đẹp cho nên nhiều hành khách đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này, tranh thủ quay phim chụp hình. Còn bên dưới là xã Vân Hồ thuộc huyện Vân Hồ của tỉnh Sơn La, nằm hẻo lánh ở một dãy núi. Và không biết có ai giống mình không chứ mỗi lần đi máy bay thấy cảnh đẹp là lại mong có ngày mình đến được những cảnh đẹp đó.
Thời gian của chuyến bay dường như kéo dài hơn một chút khi ngắm được cảnh đẹp từ trên cao. Lúc máy bay gần hạ cánh thì là lúc mình có thể nhìn thấy rõ hơn cảnh núi rừng Tây Bắc cùng những thửa ruộng bậc thang tại đây. Bây giờ thì máy bay chuẩn bị hạ cánh, vẫn là những cảnh đẹp. Từ máy bay các bạn có thể nhìn thấy một phần nhỏ của cánh đồng Mường Thanh, cánh đồng lớn nhất của vùng Tây Bắc. Tiếp đó là bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, nghĩa trang liệt sĩ và đồi A1 lịch sử. Sau 40 phút bay thì máy bay hạ cánh xuống sân bay Điện Biên Phủ. Hôm nay trời nắng trong, mặc dù lúc sáng mình nghe nói là có sương mù. Nhiệt độ hiện tại là 18 độ C nhưng mà mình thấy không có lạnh lắm. Giờ thì chắc vào bên trong nhà ga lấy hành lý thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog và hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình tiếp theo.